Nhu cầu ngày một lớn về dòng nữ trang cũng như các sản phẩm tinh tế làm từ ngà voi đang ngày một gia tăng tại khu vực châu Á. Đó là nguyên nhân chính khiến nạn săn bắt trộm voi trở nên khó kiểm soát như hiện nay tại châu Phi, trong đó có Nam Sudan. Đối phó với thực trạng này, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã kết hợp với chính phủ nước này đã quyết định áp dụng một biện pháp được cho là cuối cùng, đó là quan sát đàn voi qua vệ tinh. Chúng tôi đang cố gắng để đeo một cái đai chuyên dụng lên cổ tất cả các con voi ở Nam Sudan. Như vậy chúng tôi có thể theo dõi chuyển động của chúng hàng ngày và giám sát trực tiếp bằng máy bay. Nếu phát hiện có sự cố, chúng tôi sẽ nhanh chóng huy động các lực lượng bảo vệ động vật hoang dã đến xử lý. Theo các nhà bảo tồn học, nguồn lợi nhuận phi pháp có được từ việc buôn bán các sản phẩm làm từ các bộ phận của động vật hoang dã ước tính lên tới 10 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Đó chính là nguyên nhân vì sao mức độ giết hại voi châu Phi gia tăng chóng mặt từ năm 2006. Đỉnh điểm là năm 2011, năm tồi tệ nhất trong lịch sử săn bắn voi trên toàn thế giới, với 24 tấn ngà bị thu giữ. Đáng nhấn mạnh hơn là nạn săn bắn voi bất hợp pháp gia tăng có liên quan đến các tổ chức tội phạm, đặc biệt là các nhóm phiến loạn được trang bị vũ khí hiện đại.